Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát đạt được 6 phép thần thông, không sanh vào cõi dục, không sanh vào cõi sắc, không sanh vào cõi vô sắc, dạo chơi các cõi Phật, để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, tu hạnh Bồ Tát cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát đắc 6 phép thần thông, sinh hoạt tự tại từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, những cõi Phật đã được trải qua, không có tên Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa, chỉ có một thừa là các chúng Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát đạt được 6 phép thần thông sinh hoạt tự tại từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, số hữu tình ở các cõi Phật đã từng trải qua có tuổi thọ rất cao, không thể nào tính biết được. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát đạt được 6 phép thần thông, dạo chơi các thế giới, từ thế giới này đến thế giới khác. Nếu có thế giới không nghe đến tên của Phật Pháp Tăng, thì Đại Bồ Tát ấy đến thế giới này ngợi khen công đức của Tam Bảo, để các hữu tình có lòng tin một cách sâu sắc và thanh tịnh, nhờ đó mà thường được lợi ích rất lớn. Đại Bồ Tát ấy sau khi qua đời ở đây, sanh vào thế giới có Phật, tu hạnh Bồ Tát, lần lần chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm đắc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, tu 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ Tát ấy không sanh vào cõi dục, không sanh vào cõi sắc, không sanh vào cõi vô sắc, thường sanh vào chỗ hữu tình để làm lợi ích an lạc và giáo hóa hữu tình. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm có thể nhập vào ngôi vị chánh quyết định của Bồ Tát cho đến trụ vào địa vị bất thối truyền. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có hơn Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, có thể theo thứ lớp mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền diệu pháp luân độ thoát vô lượng vô số hữu tình, giúp họ được lợi ích, an lạc, thủ thắng, nhập vào cảnh giới vô dư y Niết Bàn. Sau khi nhập Niết Bàn thì chánh pháp đã nói trước kia được trụ một kiếp hay hơn một kiếp làm lợi ích cho vô số các loại hữu tình. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, có thể tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa và cùng vô lượng vô số trăm ngàn câu tri Na Do Tha Đại Bồ Tát cúng dường cùng nhau dạo chơi các cõi Phật, rồi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, làm thành tựu các hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đạt được 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, và ở trong đó có thể sinh hoạt tự tại, nghĩa là trước tiên nhập sơ tịnh lự, ra khỏi sơ tịnh lự nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào tịnh lự thứ hai, ra khỏi tịnh lự thứ hai nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào tịnh lự thứ ba, ra khỏi tịnh lự thứ ba nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào tịnh lự thứ tư, ra khỏi tịnh lự thứ tư nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào không vô biên xứ, ra khỏi không vô biên xứ nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào thức vô biên xứ, ra khỏi thức vô biên xứ nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào diệt đẳng trí. Như vậy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo với các đẳng trí lần lượt vượt qua thuận nghịch, qua lại dạo chơi một cách tự tại. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát, mặc dù đã đạt được 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, cũng đã tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác Bồ Đề,
hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật. Còn đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nhờ có phương tiện thiện xảo khiến cho các hữu tình tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc độc giác bồ đề, cũng khiến cho các hữu tình tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Xá Lợi Tử, các trí tuệ của quả vị thanh văn độc giác, tức là nhẫn của Đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, nên biết Đại Bồ Tát ấy đã trụ vào địa vị bất thối chuyển, an trụ vào bát nhã ba la mật đa, mới có thể làm việc như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ vào sáu pháp ba la mật đa, làm thanh tịnh cung trời đâu xuất, thì trong hiền kiếp này sẽ được thành Phật, làm đại ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tùy đã đắc bốn tịnh lự, bốn vô tượng, bốn định vô sắc, đã tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng đã tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, luôn siêng năng tu học hướng đến Bồ Đề, nhưng hiện chưa thông đạt về bốn đế. Nên biết Đại Bồ Tát ấy đối với Nhất Lai Bổ Xứ chưa đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp ba la mật đa, đi đến các thế giới an lập hữu tình vào vô thượng giác, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, nên biết Đại Bồ Tát ấy phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát an trụ vào sáu pháp ba la mật đa, luôn siêng năng tinh tấn làm lợi ích hữu tình, miệng không bao giờ nói lời vô nghĩa, thân tâm không tạo nghiệp vô nghĩa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát thường lấy sáu pháp ba la mật đa làm hàng đầu để tu Bồ Tát hạnh, ban cho các hữu tình tất cả vật ưa thích, cần thức ăn cho thức ăn, cần thức uống cho thức uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần vòng hoa cho vòng hoa,